đề nghị giám định, làm rõ trách nhiệm vụ sập cầu Phong Châu. Liên quan đến công trình cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, sập hai nhịp dàn thép vào ngày 9 tháng 9. Bộ Xây dựng vừa có công văn 5273BXDGD ngày 13 tháng 9 năm 2024 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu. Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất, tổ chức giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục bảo vệ hiện trường và các biện pháp đảm bảo an toàn cho đến khi hoàn thành các công tác giải quyết sự cố công trình theo quy định của pháp luật. Thứ hai, theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ là cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố và phần trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong quá trình tổ chức giám định, hiện trường sự cố cần được chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tài liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân và sự cố, lập hồ sơ sự cố trước khi triển khai các công tác tiếp theo. Lưu ý đến việc thu thập các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa công trình. Thứ ba, chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành trục vớt, thanh thải lòng sông để sớm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi đảm bảo các điều kiện cho công tác này. Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất phương án khắc phục để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 32C. Thứ tư, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về việc xây dựng trực thuộc tiếp tục thực hiện các công tác nội dung theo công điện số 01/CD-BXD ngày 4 tháng 9 năm 2024, công điện số 02/CD-BXD ngày 8 tháng 9 năm 2024 của Bộ Xây dựng để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.